cùng với các đoàn thể chính trị xã hội chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong lúc dịch COVID-19. Nhóm thiện nguyện kết nối yêu thương Phú Quốc tổ chức hoạt động tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã Bãi Thơm, Cửa Cạn, Gành Dầu, Hàm Ninh. Theo đó, trong đợt này, các thành viên trong nhóm thiện nguyện kết nối yêu thương Phú Quốc đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ trao 130 phần quà cho gia đình nghèo thuộc các xã Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Gành Dầu. Thì mình cũng qua đây để lập nghiệp, nhưng mà thấy bà con ở đây cũng khổ như mình vậy đó. Rồi mấy chị em cùng nhau vận động để mà gom góp lại để giúp những người khổ của mình để có cuộc sống tốt hơn. Em chỉ muốn là giúp cho họ vượt qua cái đợt giãn cách này nè. Phần quà là những nhu yếu phẩm cần thiết gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, đường. Đối với những gia đình có trẻ em thì mỗi phần quà còn kèm theo 2 lốc sữa. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng. Về quê ở Sóc Trăng, qua Phú Quốc này 3-4 năm rồi làm giúp việc nhà. Dịch này cũng dài giờ là vì nghỉ nhà là tháng mấy rồi, tại vì cũng nhà tự nhiên cái đang làm cho nghỉ. Cũng nhờ mấy nhà tài trợ giúp đỡ. Cảm ơn nhiều. Cuộc sống thì bán số mà tháng nay là em đâu có bán số đâu. Như một nhà trọ ở đây là cũng có phòng này là 800.000, có chỗ ở ngủ được rồi. Cảm ơn mấy chị giúp giùm em. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn tiếp tục kéo dài, trong thời gian tới, nhóm thiện nguyện kết nối yêu thương Phú Quốc tiếp tục vận động nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đồng hành ủng hộ những gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn.